Người đàn ông này quá điên rồ, dám dùng tay không bắt một con cá mập. Cá mập bị bắt nạt ngay dưới biển nên ngơ ngác cả ra. Đây là địa bàn của tao mà. Đột nhiên, anh cộng sự nhảy lên, dùng một chiếc móc sắt đâm thật mạnh vào người cá mập. Hai người dùng hết sức bình sinh, cố gắng kéo cá mập lên thuyền. Những người chứng kiến đều không tin nổi, cá mập không ngừng giãy giụa, muốn trở về biển cả. Nhưng đối diện với mấy tên cao to này thì sao có thể chứ? Nó bị biến thành từng lát thịt thơm ngon. Người đàn ông cầm móc sắt vô cùng tự hào với hành động dứt khoát của mình ban nãy. Anh ta cưỡi trên người cá mập, cầm một con dao găm đâm liên tiếp xuống dưới sử gọn con cá mập. Người đàn ông bắt cá mập bằng tay không cũng lao đến đâm, mổ phanh bụng cá mập ra, anh béo cạnh đó bị dính đầy máu vào người. Máu cá mập chảy xuống biển, rất nhanh thu hút bọn cá mập gần đó, bè gỗ của họ có thể băng qua Thái Bình Dương không? Bộ phim này được chuyển thể từ một câu chuyện có thật, hãy cùng Cuồng Phim xem hết nhé! Thor là một nhà nhân loại học, vợ anh từng điều tra về phương diện nhân loại học trên quần đảo Polynesia này. Thông qua điều tra phát hiện, nhóm cư dân đầu tiên trên quần đảo này đã từ châu Nam Mỹ vượt qua Thái Bình Dương để di cư đến. Không giống như lời học giả Authority từng nói, đó là họ di dân từ châu Á đến. Mà lúc đó, công cụ để họ vượt qua Thái Bình Dương chính là một chiếc bè gỗ thô sơ. Thor đã dùng thời gian suốt 10 năm ròng để nghiên cứu, đồng thời chuyên tâm viết luận văn về phương diện này. Anh muốn công khai kết quả ra ngoài cho toàn thế giới biết, nhưng tất cả nhà xuất bản đều không tin anh, thậm chí còn đùa cợt nói. Hay là anh đích thân làm một cái bè gỗ thô sơ, đi từ Peru của châu Nam Mỹ đến Polynesia. Thor là người vô cùng cố chấp với khoa học, thế là thật sự muốn làm như vậy. Anh ta tập hợp 5 người bạn, đầu tiên là anh béo làm công việc marketing, sau đó là hai cao thủ trong lĩnh vực thiết bị vô tuyến là Knut và Ray AB, cùng với anh tóc xoăn từng ra biển này, cuối cùng là một thợ nhiếp ảnh. Thor học theo cổ nhân 1.500 năm trước, sử dụng thân gỗ và dây thừng tạo thành một cái bè. Ngày 28 tháng 4 năm 1947, bọn họ chính thức xuất phát, bước vào chuyến thám hiểm gian nan pha lẫn kích thích, dự kiến di chuyển trong 3 tháng. Khởi hành được vài hôm, mọi thứ đều rất thuận lợi, cho đến buổi tối một ngày, bầu trời sấm chớp ầm ầm, mưa bão dội xuống, mặt biển sóng lớn dâng trào. Bọn họ muốn cắt dây thừng để hạ cánh buồm xuống, từ đó giảm bớt sức cản của bè gỗ, nhưng nào ngờ dây tiếp theo, buồm trực tiếp bị gió lớn xé toạch. Chiếc bè mất kiểm soát, lắc lư khiến hai tay Thor văng ra, Thor không có chỗ bám nên rơi tõm xuống biển. Anh bạn cờ nát thấy thế muốn cứu Thor, nhưng lại bị dây thừng buộc chặt cơ thể và lôi ra xa. Thor ở dưới nước cố gắng vùng vẫy về phía trước, sau khi cờ nát cởi được dây thừng trên người, vội vàng lao đến chỗ bè gỗ, hợp sức với anh béo kéo Thor lên. Đến ngày hôm sau, Thor vừa mới thoát chết tỉnh dậy, nhìn chiếc bè trải qua phong ba bão táp, đột nhiên cảm thấy chẳng còn khó khăn nào có thể ngăn cản anh hoàn thành mục tiêu nữa, càng lúc càng tràn đầy tự tin với hành trình lần này. Nhưng Thor đã quá lạc quan, vị trí của họ hiện tại đang chếch về phía bắc, không di chuyển theo hướng chính xác nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bè sẽ trôi đến một vực nước xoáy lớn ở phía nam quần đảo Galapagos. Vực nước xoáy này có thể tạo thành sóng lớn cao 9 mét, kể cả có ở cách đó hơn 10 cây số, cũng có thể nghe thấy tiếng gầm rú của vực nước xoáy. Do không có bánh lái để điều khiển phương hướng, nên chỉ có thể mặc kệ bè gỗ trôi theo dòng nước. Bọn họ lại di chuyển thêm vài ngày nữa. Hôm đó, Thor nhìn thấy phía không xa có một con cá nhám voi khổng lồ bơi đến. Cá nhám voi có tổng chiều dài gần 20 mét, là loài cá lớn nhất thế giới. Tuy trông bề ngoài khủng bố nhưng tính khí lại vô cùng điềm đạm. Người Việt Nam coi nó là thánh vật, gọi cá nhám voi là cá đại nhân. Tất cả mọi người lúc này đều đặc biệt hào hứng, chỉ có anh béo vô cùng sợ hãi, lo rằng cá đại nhân sẽ ngoi lên làm lật bè gỗ. Thor vô cùng bất ngờ với phát hiện này, muốn dùng máy ảnh chụp lại. Chính vào lúc này, cá nhám voi bơi dưới đáy bè gỗ, không ai biết vị cá đại nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên một tấm gỗ bị bắn ngược lên, tất cả đều sợ hết hồn, mọi người đều bất an. Cá nhám voi cứ bơi xung quanh bè, giống như đứa trẻ con nhìn thấy món đồ chơi mình yêu thích vậy. Tiếp theo đó, cá nhám voi lại bơi về phía họ, anh béo cho rằng con cá này muốn tấn công bè gỗ, giơ súng phóng lao lên, dùng hết sức ném về phía nó. Súng phóng lao cắm vào người cá nhám voi, nó quẫy nước tạo ra từng đợt sóng lớn. Một đầu của súng phóng lao cắm lên người cá nhám voi, đầu còn lại buộc vào bè. Chính vào dây tiếp theo, bè gỗ bắt đầu quay vòng tại chỗ. Mọi người hoang mang cực độ, bị xoay đến mức nằm rạp hết xuống. May mà chính vào lúc này, dây thừng đột nhiên bị đứt, nếu không chiếc bè gỗ khổ sở mãi mới đóng xong sẽ bị tan nát trong chớp mắt. Cá nhám voi suýt nữa mang đến cho họ vụ tai nạn thứ hai, anh béo lập tức trở thành đối tượng bị tổng xỉ vả, khiến Ray AB không hài lòng. Nhưng Thor nói với Ray AB, anh béo trước đây từng làm marketing, chưa từng đi biển nên khó tránh khỏi sai sót. Đợi đến tối, anh béo sám hối lỗi lầm của mình trước mặt Thor, đột nhiên phát hiện phía dưới bè có vài tấm gỗ đã bắt đầu lỏng lẻo. Thực ra, sau khi trải qua trận bão lần trước, anh béo đã phát hiện ra vấn đề phía dưới bè rồi. Đừng quên rằng bè bằng gỗ sẽ ngấm nước nhé. Trước đó, anh béo từng làm thí nghiệm, anh ta ném một miếng gỗ nhỏ xuống biển, miếng gỗ trực tiếp chìm xuống đáy, cho nên chiếc bè này có khả năng sau khi hút no nước thì cuối cùng cũng chìm xuống biển. Thor đành phải bảo thợ nhiếp ảnh biết lặn, ngồi trong lồng tránh cá mập xuống nước kiểm tra đáy bè. Cá mập đang lượn lờ quanh đây, một khi phát động tấn công thì nhiếp ảnh ra chết chắc. Toang rồi, vừa nhắc Tào Tháo đến ngay, cá mập vẫy đuôi bơi nhanh qua đó, thợ nhiếp ảnh sợ mất mật. Trong lúc hoảng loạn cậy được một miếng gỗ ngấm nước, vội vàng leo lên bè. Thor nhìn thấy miếng gỗ nhưng vẫn không hề có ý định từ bỏ, mà tiếp tục kiên định tiến lên, anh ta tin nhất định sẽ an toàn đến đích trước khi bè gỗ chìm. Nguy hiểm tiếp theo không biết sẽ đến vào lúc nào,
cho nên phải tranh thủ báo cáo với đại sứ quán Na Uy tất cả những chuyện xảy ra gần đây. Nhưng thiết bị vô tuyến mãi vẫn không có tín hiệu, cho nên họ dùng khinh khí cầu để làm một anten tín hiệu. Ray AB vừa nghe thấy âm thanh tín hiệu thì bị ngắt kết nối, hóa ra là con vẹt ham ăn cắn đứt dây anten, khinh khí cầu cũng bay mất. Thế là họ lại nghĩ ra một cách khác, bảo tóc xoăn treo anten trên thanh gỗ, sau đó điều chỉnh góc độ anten. Lần này cuối cùng cũng có tín hiệu, Thor chỉ nói tin tốt chứ không báo tin xấu, nói tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Thời gian lúc này là ngày 17 tháng 5 năm 1947, bọn họ đã lênh đênh trên biển được gần một tháng rồi. Ngoài mục đích đến đảo Palinizer, họ còn có một chuyện quan trọng phải làm, chính là dùng máy quay để ghi lại tình hình di chuyển. Một đầu của thuyền kayak buộc dây thừng, Thor cầm máy quay ghi lại tình hình hiện tại của bè gỗ ở khoảng cách mấy chục mét. Nhưng chính vào lúc này, cá mập đột ngột xuất hiện và nhanh chóng tiếp cận anh. Cộng sự lập tức kéo dây về, thợ nhiếp ảnh trên bè vội vàng đổ thuốc đuổi cá mập xuống biển. Tóc xoăn nhắc nhở anh ta, anh làm thế khác gì đem muối bỏ bể. Nhiếp ảnh ra ăn thử, quả nhiên là muối. Hóa ra thuốc đuổi cá mập thật sự sớm đã bị họ tưởng là gia vị, nên ăn sạch rồi. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, con vẹt cảm thấy trên mặt biển có động tĩnh, nào ngờ bất cẩn rơi xuống. Lông của vẹt sau khi thấm nước trở nên vô cùng nặng nề, nó không ngừng vẫy cánh giãy giụa, kết quả dây tiếp theo bị cá mập nuốt chửng vào bụng. Chú vẹt này là thú cưng mà Ray AB yêu thích nhất, Ray AB điên tiết hét ầm lên, anh ta phẫn nộ muốn trả thù cho vẹt cưng. Lúc này, cá mập đúng lúc ở ngay cạnh bè gỗ, Ray AB một tay nắm lấy dây thừng, tay còn lại túm lấy đuôi cá mập. Cá mập bị tóm đuôi nên ngơ cả ra, chẳng lẽ mình bị con người cưỡng chế xếp hình à? Cờ nát cũng qua đó giúp, giơ móc sắt lên cao rồi đập mạnh xuống người cá mập. Hai người dùng hết sức bình sinh, cố gắng kéo kẻ thù lên thuyền, những người còn lại đều há hốc mồm. Con cá mập không ngừng lắc lư, giãy giụa, muốn quay về với biển cả, nhưng đối diện với mấy anh cao to trên thuyền thì làm gì có cửa. Lúc này, nó đã rơi vào tình cảnh cá nằm trên thất rồi. Cờ nát rất hưng phấn, anh ấy cưỡi lên người nó. Một nhát, hai nhát, ba nhát, cầm dao găm đâm liên tục vào cá mập. Ray AB cũng không ngơi tay, lao đến tiện tay đâm cho một nhát rồi rạch bụng phanh thây ra, anh béo bên cạnh bị máu bắn đầy mặt. Ray AB cũng coi như báo được thù cho vẹt cưng, nhưng anh ta không để ý một điều, máu của cá mập chảy xuống biển. Bọn cá mập gần đó đều cảm nhận được máu tanh rồi thi nhau bơi đến. Anh béo thực sự sợ bị những con cá mập khác tấn công, thỉnh cầu Thor cố định bè bằng dây thép. Nhưng Thor vẫn kiên quyết dùng phương pháp 1.500 năm trước của cổ nhân để băng qua vùng biển này, thậm chí thẳng tay ném dây thép xuống biển. Anh béo đành bất lực quay người rời đi, đột nhiên anh ta trượt chân ngã xuống biển. Anh béo nhanh tay túm lấy mái chèo, nhưng mái chèo trơn trượt lại bập bềnh trên mặt nước khiến anh béo bị tuột tay. Lúc này tóc xoăn lấy dây thừng rồi dùng sức ném cho anh béo phía xa, tiếc là dây thừng không tới nơi nên anh béo vẫn chưa túm được. Thor muốn lấy thuyền kayak cứu anh ta, nhưng không thể cởi được dây thừng. Hiện giờ, anh béo đã bị cuốn ra xa hơn, bốn con cá mập nhanh chóng đến gần. Không ai ngờ chính vào lúc này, Ray AB đột nhiên hy sinh bản thân, kéo theo một sợi dây thừng rồi nhảy xuống biển. Thợ nhiếp ảnh cạnh đó đúng là trợ thủ đắc lực, liên tục ném thịt cá mập xuống thu hút sự chú ý của chúng. Nhờ sự giúp đỡ của các cộng sự, Ray AB đã thành công cứu anh béo khỏi nanh vuốt cá mập. Chuyện này khiến Thor rất áy náy, bởi vì với tư cách là thủ lĩnh, anh đã không ứng cứu anh béo ngay từ đầu, mà chỉ biết hoảng loạn. Cảnh tượng vừa rồi gợi lại chứng sợ nước của Thor, đó là lý do học mãi vẫn không biết bơi. Trải qua kiếp nạn này, anh béo không còn thấy sợ chết nữa, nên anh ta không hề trách móc Thor. Bọn họ lại trôi dạt thêm một khoảng thời gian. Hôm đó, Tóc Xoăn có một phát hiện mới, anh ta vội vàng nói với Thor. Họ đang tiến vào vùng hải lưu Nam Xích Đạo, chính thức đi đến Palinizer. Tin tức tốt này cũng coi như thắp lên một tia hy vọng cho những tháng ngày lênh đênh trên biển của họ. Vào một ngày nào đó của tháng thứ ba, Cờ Nắt đang đánh răng nhìn thấy chú chim đang bay trên trời. Điều này có nghĩa là bọn họ sắp sửa đặt chân lên quần đảo. Nhưng trước khi lên đảo, họ vẫn phải đối diện với một nguy hiểm cực lớn, đó chính là đảo San Horaroia. Đó là một bức tường được dựng lên bởi những bãi đá ngầm sắc nhọn, bao vây xung quanh toàn bộ quần đảo Palinizer. Nếu muốn đâm thủng bức tường này, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Đột nhiên, anh béo có một cách, chúng ta có thể vượt qua đó. Sóng biển vỗ 13 lần một đợt, làn sóng thứ 13 là to nhất. Khi chúng ta đến gần rặng san hô thì cố định dây thừng vào vật nặng, sau đó bắt đầu đếm sóng. Khi làn sóng thứ 13 gần đánh đến thì lập tức cắt đứt dây thừng, để sóng đẩy bè đi qua. Mọi thứ chuẩn bị xong, bọn họ cũng bắt đầu thực hiện theo kế hoạch. Dây thừng được mắc vào một góc của đá ngầm, sóng biển phía trên ngày càng dữ dội. Ray AB chuẩn bị cắt đứt sợi thừng bất cứ lúc nào, nhưng mới đếm được 7 làn sóng, sợi dây đã có dấu hiệu sắp đứt. Ở làn sóng thứ 9, sợi dây đã bị đứt hẳn, bè gỗ bị sóng biển đánh thật mạnh đến chỗ tập trung nhiều đá ngầm. Chính vào lúc này, làn sóng thứ 13 đang cuộn trào ở phía sau, tất cả mọi người nắm chặt bè gỗ, chào đón cuộc tấn công cuối cùng của biển. Thor bị bắn xuống biển, tay chân không ngừng giãy giụa, tưởng mình sắp chết đuối, kết quả hai chân đột nhiên chạm xuống đất. Thor đứng phắt dậy từ trong nước, hóa ra họ đã cập bến thành công, bàn chân dẫm lên mặt đất đã lâu không trông thấy, hai tay chạm vào cát mịn mềm mại. Lênh đênh trên biển 101 ngày, trôi dạt hơn 5.000 cây số chỉ để chứng minh một sự thật, giây phút này, Thor cuối cùng cũng làm được rồi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Hải Trình Con Tiki. Câu hỏi kỳ này, các bạn cho rằng từ cổ chí kim, sinh vật lợi hại nhất dưới biển là gì? Hãy để lại ý kiến dưới bình luận nhé. Bộ phim này được chuyển thể từ một câu chuyện có thật, nguyên mẫu ngoài đời của nhân vật chính cũng tên là Thor, anh ta lập nên một kỳ tích trong lịch sử hàng hải của nhân loại.
Từ anh ấy, chúng ta có thể thấy thái độ nghiêm túc cẩn thận đối với khoa học và tinh thần không bao giờ thỏa hiệp trước khó khăn thật đáng để noi theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.